Công bố đề thi minh họa cho thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Ngày 29 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo đề thi minh họa mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, cấu trúc định dạng đề thi theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và được thể hiện thông qua đề minh họa bảng năng lực cấp độ tư duy kèm theo. Theo đó, người học sẽ được biết đề thi gồm mấy phần, có những dạng thức câu hỏi trắc nghiệm nào, những thành phần năng lực nào được đánh giá trong đề minh họa, cơ u hỏi trong đề minh họa gắn với các bối cảnh có ý nghĩa, bối cảnh có tác dụng, có giá trị nhất định đến đời sống, thực tiễn. Khoa học. Kể từ năm 2025, môn ngữ văn sẽ được tổ chức thi theo hình thức tự luận trên giấy. Các môn học khác được thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy. Với các môn thi trắc nghiệm, có tối đa 3 dạng thức câu hỏi thi trắc nghiệm được sử dụng đề thi. Thứ một là câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Dạng thức này đã được áp dụng trong nhiều năm tại Việt Nam, theo định dạng đề thi từ năm 2025, các môn ngoại ngữ chỉ dùng một loại dạng thức này, các môn trắc nghiệm còn lại có một phần dùng dạng thức này. Thứ hai là câu hỏi trắc nghiệm dạng đúng hay sai. Mỗi câu hỏi có 4 ý. Thí sinh phải trả lời đúng hoặc sai đối với từng ý của câu hỏi. Dạng thức này đòi hỏi thí sinh phải có năng lực, kiến thức kỹ năng toàn diện mới, đạt được điểm tối đa. Thứ ba là câu hỏi trắc nghiệm dạng trả lời ngắn. Dạng thức này gần với dạng câu hỏi tự luận, được đánh giá thông qua kết quả cuối cùng mà thí sinh phải tự điền vào phiếu trả lời. Hai dạng thức trắc nghiệm mới qua thử nghiệm thực tế cho thấy phù hợp với việc thiết kế đề thi theo định hướng đánh giá năng lực, đồng thời nâng cao khả năng phân loại thí sinh. Về thời gian của mỗi môn thi, đối với môn ngữ văn là 120 phút, toán 90 phút, các môn học khác 50 phút.